Hello anh em, hôm nay thì mình sẽ vào đây chơi con game iwin e nha Đây là game đội thường thưởng một 11 Mình thấy rất nhiều em quan tâm hiện nay đúng không Và anh em thường chơi đó là tài xỉu Hay sóc đĩa Mấy con game này nó lên rất nhanh Nhưng mà nó xuống hay là game poker này Đúng không em công nhận điều đó với mình không Nhưng mà em đâu hiểu rằng ấy Game gì thì game Anh em chơi cái gì như vậy Anh em phải xác định này Em ngày hôm đó em có hên hay không Làm sao để xác định được trước đó thì mình thường là tẹt như thế này anh em anh em có tham khảo nhé nha chứ mình không bao giờ khuyến khích em chơi bất kỳ con game gì nó bởi vì hên xui mà cái là là nó đánh hên xui ấy thì nó hên xui đích thực nhưng mà anh em phải có những cái mẹo bởi mình làm những video là chia sẻ những cái mẹo anh em thôi mẹo sao mẹo nhưng mà nó không hên ấy thì chơi kiểu gì anh em không thể thắng nổi nó nhưng mà anh em phải có những cái mẹo này thứ nhất đó anh em phải xác định từ đầu là ngày hôm đó em thắng lên bao nhiêu nghĩ và thua xuống bao nhiêu nghĩ phải xác định từ đầu cho mình nha và cách đánh của mình đó là mình xác định là ngày hôm đó mình mỗi ngày mình chuyển ăn từ 2 đến 5 mê và tỷ lệ rờ rờ mình chọn đó là 1 2 là mình tính cái tối đa nhất anh em là mình tối đa nhất là mình ăn 5 mê thì mình lúc đó 1 2 ấy, thì mình sẽ nạp vào 10 mê ví dụ 1 3 thì mình sẽ nạp vào 15 mê 1 4 mình sẽ nạp vào đó là 2 mê thì nói chung là tỷ mình muốn thắng bao nhiêu và tỷ rờ rờ mình chọn bao nhiêu thì sau đó mình phải nạp vào mình mình thường nằm trong khoảng từ 2 đến 5 mê tháng 2 năm mê sau đó mình chọn tỷ rr nữa và tỷ rr mình sẽ lấy cái số mình muốn thắng to nhất đó là năm mê mình nhân tỷ rr nha em ơi nha vốn mình hôm nay đó là 10 mê đây là số vốn mình nghĩ là cũng to đấy nha không phải nhỏ đâu mình mình thường vào trên nổ hũ thôi và đương nhiên chơi kiểu gì kiểu gì anh em phải xác định rằng ngày hôm nào anh em hên nha và cách mình thường áp dụng đó là ví dụ thứ hai mình sẽ đánh tất cả khung giờ mà khung giờ nào mà thường nổ hũ nhiều hơn hay là thung giờ nào mình đánh tài xỉu gọi là thắng nhiều hơn thì lúc đó khung giờ thứ hai là khung giờ đó cứ tuần sau mình cứ đến khung giờ đó mình đánh thứ ba là tương tự như vậy thứ năm là tương tự như vậy thứ tư là tương tự như vậy thứ năm thứ sáu thứ bảy đến chủ nhận tương tự như vậy mình phải xác định là khung giờ nào mình hên anh em nha cái đó rất quan trọng nha hôm nay mình chơi nổ hũ đây anh em nha và đương nhiên mình cũng xác định là khung giờ này mình hên mình mới dám đánh khung giờ này rồi ấy. nhưng mà hên sao hên chứ không thắng được thì cũng thành xui thôi anh em ạ đương nhiên mình chơi thì không bao giờ muốn thua đâu anh em ạ chơi anh em chỉ muốn gì thắng đó. mình như anh em thôi à không khác gì nhau đâu anh em nhưng mà thắng là cái không nó một chuyện anh em ạ lúc này đã, đã thắng là cái gì đâu toàn thua không ấy chứ thua 200 này kìa có phải dễ ăn nó đâu anh em đây này lần này thì ngon thật anh em này đấy thắng một mê bốn anh em ngon không ngon chứ nhưng mà em hiểu rằng này game nổ hù nói anh em phải chơi mỗi con game anh em phải hiểu rõ luật chơi nó nổ hù này nó có thể bốn năm ván em không túng một xíu nào luôn nhưng mà chỉ cần một ván nổ thôi em đã thắng tất cả được đó em thua rồi cái ván nổ hù 20 năm ván này quá nhỏ nha có những ván mình nổ gấp 20 lần 30 lần đến 40 lần luôn anh em kìa nhưng mà cây quan trọng nhất phải hên anh em à không hên thì chịu rồi không nên mình nói thật với anh em chứ chơi kiểu gì hay kiểu gì anh em cũng chỉ gọi là ra đảo và ra đảo và ra đảo, là đảo thôi Đã gọi là game hên xui mà anh em Game mình cho cho chủ anh em anh tẩy xỉu hay sóc đi hay game bài hay bất kỳ nó lên nộ hũ Hay game gì như vậy Không hên ấy Thì chơi kiểu gì em không thể thắng nổi nó Nhưng mà cái hên Hên là một chuyện nhưng mà không giữ bình tĩnh anh em cũng không thể thắng nổi nó Cho nên em phải Phải gọi là hài hòa các yếu tố với lại với nhau Thì may ra em còn thể thắng với nó Anh em mà chơi mà cứ tham lam thì mình nói thật với anh em chứ rú tiền em hết à cái quan trọng nhất là phải giữ bình tĩnh này anh em ạ giữ bình tĩnh nó rất quan trọng nha nhiều lúc em cứ nghĩ rằng ở đó là đánh về hay như nào nhưng mà mình nói thật anh em đánh hay kiểu gì mà đã không hên đấy thì cũng thua thôi à ví dụ anh em đánh bài tiến lên miền nam đi với anh em đánh hay cực kỳ hay luôn nhưng mà thằng game nó phát cho anh em những cái ván bài nó là xấu đi thì anh em thắng thế nào được cho dù anh em đánh hay đi hay một phần thôi nhưng là đã đánh hên xui này Hên là cái, cái quan trọng nhất anh em ạ à. Nhưng mà cái, cái kỳ này em cần có nha Trời ơi, lúc này thua một chuỗi luôn kìa Còn 59 rồi anh em ạ à. mê ván lại rồi biết Ngay mà Còn 41 rồi anh em ạ à. Đen như vậy chịu thôi anh em ạ à. Game xui thì mình phải chấp nhận thôi Chứ chả biết làm sao đâu 31 rồi anh em ơi Bọn này chơi cái đéo gì vậy trời Chơi gì cho toàn thua không ấy Phá đó mà không nổ kìa à, Đen vậy chứ anh em ơi Còn một mê nữa kìa Ơ Thua luôn kìa anh em ơi Còn 300 nữa luôn anh em ạ Đen như vậy chịu luôn rồi anh em ơi Cái gì vậy ta Uầy Tôi 10 mê đấy anh em ạ. Tôi có lẽ mình sẽ nạp vào 10 mê cuối nhá. Nếu hôm nay thắng thì mình chỉ cần hòa vốn sau đó thắng 2 mê thôi. Đó là vì sao mình xác định trong khoảng ấy. Nó bây giờ mình nạp vào 10 mê và thắng lên 22 mê mình nghĩ nhá. Và sau đó mình sẽ nghĩ và ngày mai mình ngày mốt hay là tuần sau mình mới đánh tiếp nha nếu thua thì mình có thể nghỉ một vài tuần mình mới đánh tiếp tục nha chứ thua mà mình càng muốn gỡ được càng toang do là cách phân bổ vốn mình là thường nó là mình chia ra nạp hai lần nạp lần nạp thứ nhất và lần nạp thứ hai chứ mình không vào đây là nạp vào một lần luôn bởi nạp vào một lần luôn mình rất dễ bị mất bình tĩnh nha ạ nhớ điều đó nha nha khúc này bỏ qua anh em ơi nha ok anh em mình đã trở lại đây nạp tầm 10 đến hai phút là nó vào đấy nha em ôi mười mê này không biết là nó cho ăn gì không đây cho tu vàn đi đèn quá trời anh em ạ ôi rồi ôi thua nữa kìa ôi Đừng có thua nào Thua nhiều lắm rồi đấy Đời chổi đây này đây này Phải nộ như vậy chứ Phải như vậy chứ anh em Mấy lăm mê lại này Ôi Đừng nói xuống lại nha Đéo vui đâu nha Đây này mấy lượt free đây năm lượt free anh em ạ Hy vọng nó lên tầm 22 mê luôn này đẹp Đúng không Nhưng đó chỉ là nếu thôi anh em ạ Còn thực tế nó nộ hay không thì Đéo biết được anh em ạ Ghi mình xui mà Nhưng mà mình nếu nổ được thì ngon thôi Việc gì về không vui anh em đúng không? Nhưng mà nó nổ thì khó lắm anh em ơi. Ôi giời ơi. Không ăn thua anh em ạ. À. Thua lại luôn nên nhá. Mới ăn được lên xíu rồi cho thua lại rồi anh em ạ. À. phải à, trợ này mắng lợn rồi. Đen vậy ta. Hôm nay không hên đấy. Mà hôm kia tuần trước mình đánh khung giờ này nó rất hên nha. Mình thắng một chuỗi luôn đấy hôm nay đánh đéo hên tí nào luôn anh em ơi Toàn thua không ấy Còn 8 ấy nó kìa anh em ơi 26 này cũng tạm được Nói chung là không thua quá là được rồi Bây giờ lấy được hòa vốn là cũng khó đấy chứ Không phải là dễ đâu anh em ạ Chứ không phải là thắng to nữa Có những hôm mình không thắng nổi Thì phải chỉ cần hòa vốn là mừng lắm rồi anh em ạ Nhiều hôm là nói như vậy thôi anh em ơi Đúng không phải là hôm nào tháng được nó đâu hôm nào tháng được nó thì mình nói thật với anh em nhé người người nhà nhà đều đánh này à, à bán này mà nổ được 800 kìa tức phá nó nổ hũ to lắm nhé còn 72 nữa kìa cái gì vậy ta đây này đây này đây này ôi bốn mê ạ tự phá nó nổ tầm vài chục cũ thì ngon nha đây ở đây này, ván này được bao nhiêu? 20 năm thì cũng được anh em ạ. Từ từ dần dần lên thôi, chứ không thể nào một ván mà đòi gỡ được ngay đâu, không có đâu anh em ơi. Một ván đòi gỡ ngay là không có đâu. Từ từ thôi anh em ạ. Còn hơn là nó nó không cho nộ ván nào ấy anh em. Còn một vài mê là không còn cơ hội gỡ đâu. Nhưng mà bây giờ còn 10 mê này anh em ơi. 10 mê gỡ mày mới có thể mà. Không gì là không thể đâu anh em ơi hên là mình lên được điều bình thường à quan nào có hên không ấy chứ hên xui này không thì nó trước được gì được anh ạ em, em có nhận được đó với mình không hên xui chạm thì nó trước được gì được cả mười một mê anh em lại xuống lại rồi mười mấy chín rồi anh em ơi còn 10 mê luôn rồi còn đánh bán poker đi xem sao nào anh em ngon. Đánh poker mà nó được như vậy thì ngon anh em ạ. Lâu lâu mày dám đánh poker thôi bởi vì anh em hiểu rằng này, đánh poker nó lên rất nhanh nha. Nhưng mà nó đồng nghĩa nó xuống rất rất gì là thần tốc luôn anh em ạ. Cho mình không dám đánh poker là nguyên nhân vì đó đấy anh em. Nó lên nhanh quá, nó xuống nó cũng nhanh. Nó lên nhanh thì không sao nhưng nó nó xuống nhanh quá nhiều sợ ấy anh em. Nhiều lúc mình, mình sợ mình bị cuốn đấy anh em. Thôi bây giờ quay đéo quay auto nó quay auto nó có hên đéo đâu. Ôi rồi ôi còn 52 nữa kìa anh em ơi Bọn này chơi vậy tao chịu rồi Đem vào poker cơ đi Đen quá anh em ơi Quá đen anh em ạ Mà đen như vậy chịu thôi nha Chừng chả biết làm sao được đâu Đó vừa nói một cái nó đen tiếp anh em ạ Đen gì đen vừa phải thôi chứ cho người ta thắng mới chứ như thế này thì bố con thằng nào dám chơi ri ra ca anh em kìa Ôi anh em ơi ba mình giảm đến hai dưới hai kìa ui ui pha đó liều kìa đến ba ba mê luôn anh em ạ à. đây nè trời ơi nghĩ anh em ơi nghĩ nha ui ba mình giảm đến dưới hai anh em ạ à. cái sạc đó, nó rất thấp nhưng mà lúc đấy nó kiểu như là thua lỗ đấy anh em thì cứ liều thôi ôi rồi ôi đúng khung giờ này hên đối với mình anh em ạ. Thật sự đấy. Nghĩ nhà ơi, nghĩ nha. Nghĩ thắng 13 mấy lần luôn anh em ạ. Nghĩ anh em ơi. Thôi, nghĩ nhầm. Bye bye anh em. anh em nhé.